cuộc của đợt phay 2023 hiện đang vẫn gây tranh cãi bởi danh hiệu quán quân của thí sinh Tú Anh. Đêm chung kết cuộc thi đợt phay 2023 đã khép lại với chiến thắng của thí sinh Tú Anh đội Anh Thất. Tuy nhiên, sau khi đêm chung kết khép lại, nhà sản xuất đợt phay 2023 đã chia sẻ suy nghĩ rằng nếu được chọn, ban giám khảo sẽ chọn thêm thí sinh Xuân Hạnh, đội Vũ Thu Phương để trở thành quán quân. Ngay sau đó trên trang cá nhân, Minh Triệu đã không giấu khỏi sự bức xúc. Động thái này của nữ người mẫu khiến cho bộ phận khán giả nghi cô đang ngầm nói về phát ngôn mới nhất của nhà sản xuất đợt phay 2023. Cụ thể, nữ người mẫu cho biết là lời nói để xoa dịu hay thật tâm chị nghĩ vậy, xoa dịu một số người lại làm tổn thương một số người khác. Còn nếu là thật tâm thì thiết nghĩ chung kết chỉ có 2 thí sinh là đủ, chương trình ngắn lại một nửa, mọi người về sớm nghỉ ngơi, muốn đưa ra quốc tế cũng không sai. Nhưng thông báo ngay từ đầu và để tiêu chuẩn trên 1m75 cho các bạn khác tự lượng sức mình, đỡ đi thi tốn thời gian. Trước đó, nhà sản xuất đầu phay 2023 bày tỏ sự tiếc nuối về chiều cao của thí sinh Xuân Hạnh. Bên cạnh đó, chiều cao hơi không được nổi trội của Xuân Hạnh cũng là điều chúng tôi băn khoăn. Chứ nếu được chọn 2 quán quân thì chắc chắn tôi sẽ chọn cả Xuân Hạnh. Trước khi Minh Triệu đưa ra suy nghĩ được cho là về phát ngôn 2 quán quân, Kỳ Duyên từng bày tỏ sự buồn bã dành cho các thí sinh tham gia đầu phay 2023. Xác định thì hãy làm được chứ đừng nếu được. Đêm chung kết đầu phay là cả một chặng hành trình nỗ lực và cố gắng của các em. Người lớn có làm gì hay nói gì thì hãy cẩn trọng để các em không tổn thương. Mấy em còn nhỏ nghĩ mà buồn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức của kênh Bật Mí News. Các bạn đừng quên subscribe để nhận những clip và tin tức hay hấp dẫn mỗi ngày nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.